Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 2.000 đồng token Bulldog Pro. Số thông tin về đồng token này, số tổng vốn phát hành là 100 tỷ, đã có 552 tài khoản holder và phát sinh 1.235 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, cho các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sẽ chắc văn chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy văn chắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc cái chút đất của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ tất token này vào ví cho mình. Ký hiệu PRO Pro, số token 18 nhé. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website Gramma.org xuống nhé. Truy cập vào bước 2, link cái gọi ở đây để nhận token nhé. Rồi, các bạn nhận thấy cái bảng kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Trên đây có một số thông tin về đồng token này, các bạn có thể vào đây để đọc nhé. Còn ở đây các bạn có kéo xuống bên dưới thì các bạn cũng có thể bỏ một số vốn nhỏ ra 0.03 BTC mua cái đồng token này với sẽ nhận được 30.000 token Bulldog Pro. Các bạn có được qua điều kiện mua để sở ích nhiều lần tài khoản nhé. Để giá sau khi liên yết trên tờ trên sàn Paxos của nó là 0.08 đô nhé trên một Bulldog Pro. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách claim để nhận được 2.000 đồng nhé. Các bạn nhấp vào đây cho mình yêu cầu Underdog ngay bây giờ. Claim Underdog là nhé. Nó hiển thị cái bảng phí ra kết nối ví MetaMask ví của các bạn bất kỳ ra thì các bạn ra là 0.000605 BTC nhé. Các bạn nhấp xác ảnh nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý nhé. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim.net claim.net để cập nhật những dự án được ghi phần thưởng tốt cận token mới nhất trên nền mạng Binance Chain. Nếu các bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký và xác minh tài khoản để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 2.000 đồng Bulldog Pro để các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.